Chào giờ Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật tin Hoa Kỳ tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức, Phong vẫn nhắc lại tạp chí quốc phòng à, bắt đầu trong tuần này sẽ được đưa đi in và sẽ phát hành vào tuần tới sau khi mà nhà in in xong. Thì quý vị nào muốn à, đặt các tạp chí quốc phòng thì quý vị liên lạc về cái email của à, TNP Channel là Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com Và trên đây thì chúng tôi cho quý vị xem một sơ một số những hình ảnh và nội dung Phi Tân Hoa Kỳ tập trận chung khiến Bắc Kinh lo ngại liệu hiệp ước quân sự mở rộng của Philippines có kéo Manila vào cuộc xung đột Mỹ Trung xảy ra ở Đài Loan hay không hoặc là quý vị thấy là đây là những cái bản tin và Bắc hàng lại phóng thử hỏa tiễn giữa lúc Hoa Kỳ Nam hàng tập trận lớn rồi uh, liên minh ao kết như thế nào thì đây là những cái bản tin mà nó sẽ có ở trong cái tạp chí quốc phòng với chi tiết hơn và những hình ảnh đầy đủ hơn cho quý vị một lần nữa số điện thoại A xin lỗi quý vị địa chỉ mà quý vị có thể liên lạc là trần nhật phong đạo diễn at com là cái uh, địa chỉ nằm ngay trên màn hình của quý vị À, và riêng những quý vị nào đã liên lạc qua cái địa chỉ này thì à, quý vị kiên nhẫn ngày hôm nay à, hoặc ngày mai thì các em sẽ trả lời đầy đủ cho quý vị à, nhất là những quý vị nào mà à, có cái à, gọi là à, có cái à, à, đặt hàng và muốn à, biết thêm chi tiết cảm ơn tất cả mọi người và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần Tin tức mỗi ngày của chúng ta. Đầu tiên hết là cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup cho thấy Đảng dân chủ đã bắt đầu chuyển hướng ủng hộ cho người Palestine nhiều hơn người Do Thái. Một cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup đưa ra cho thấy 49% người của Đảng dân chủ đã bắt đầu ủng hộ nhiều hơn cho người Palestine với 38% thì tiếp tục đứng ở chung với người Do Thái và đây là lần đầu tiên mà Đảng dân chủ gần như là tránh xa người do thái và tiếp cận với người Palestine. trong đó thì viện Gallup chỉ ra cho thấy phản ảnh ít nhất là gia tăng 11% so với nhờ năm ngoái khi mà đã dân chủ à, bắt đầu có cái hành động được xem là hỗ trợ cho người Palestine và cái à phần trăm mà cái số lượng người mà có cảm tình với do thái gần như là đã không được ủng hộ nhiều và nó đã xuống khoảng 13% là cái mức thấp mới nhất và cuộc thăm dò này được công bố vào ngày thứ năm trong đó bao gồm 78% người của Đảng Cộng hòa vẫn đứng về phía của người Do Thái so với 11% thì họ cho rằng là họ có cảm tình với người Palestine, 11% khác nói rằng họ không có ý kiến gì và à, à, phía Đảng Cộng hòa ủng hộ cho à, phía của Do Thái là 77% so với 10%. Trong khi đó 49% những người khối phiếu độc lập nói rằng họ có cảm tình với Do Thái, 32% nói rằng họ đứng về phía Palestine, 19% nói rằng không có ý kiến. Năm ngoái 54% họ đứng chung với Do Thái và 26% họ nói rằng họ đứng chung với người Palestine, 20% không có ý kiến. Trong khi đó 66% là những người nói là những người dân trên toàn quốc nói rằng họ vẫn ủng hộ cho các quan điểm của do thái so với 22% nói rằng họ ủng hộ cho cái quan điểm của chính quyền Palestine. Cuộc thăm dò này được thực hiện ngày ngày 1 cho tới ngày 23 tây tháng 2 với 1.008 người trưởng thành với mức sai biệt là cộng trừ 4% trong đó thì đảng Dân Chủ đã ủng hộ lên tới 49% cho phía của Palestine và mức ủng hộ cho Do Thái chỉ có 38%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một công ty của Canada đã mua lại một công ty của Hoa Kỳ trị giá 31 tỷ Mỹ Kim. Công ty này có tên là Canadian Pacific sẽ mua lại công uh, cái uh, Kansas City Southern với cái giá 31 tỷ mỹ kim. Công ty vận chuyển của Hoa Kỳ cho biết vào ngày thứ tư họ đã chấp thuận một cái thương lượng là công ty Canadian Pacific à, đã mua lại công ty à, điều hành để cái hệ thống đường ray xe lửa là Kansas City Southern với giá 31 tỷ mỹ kim trong hàng loạt các cái à, việc gọi là cạnh tranh và các cái điều kiện cạnh tranh cũng như về vấn đề môi trường và cái à, quỹ cái ủy ban quản trị của cái à, họ công ty này cho biết rằng là, là họ điều hành hầu hết nhiều cái đường hệ thống đường đầy xe lửa của Hoa Kỳ xuyên qua nhiều tiểu bang, trong đó là theo yêu cầu cho biết nó đã vốn được thảo thuận từ năm 2021 bao gồm luôn một cái uh sự giám sát chưa từng có trong 7 năm qua trong vấn đề mà gọi là cải thiện cái hệ thống đường dây xe lửa và việc thu mua này à, cộng với lại xa lần thứ sáu và lần thứ bảy lớn nhất trong cái hệ thống thu mua về hệ thống đường đầy xe lửa tại Hoa Kỳ à, bằng bằng tài chánh và trong đó gia tăng lần đầu tiên về việc mà phục vụ cái hệ thống đường dây xe lửa xuyên qua Canada, Hoa Kỳ và Mexico và dự án này là có thêm 800 trăm cái à, à, công cái việc làm mà không có diêu nhận ở tại Hoa Kỳ cũng như sẽ có thêm một số những cái uh, mức di chuyển ở khoảng dưới 20%. Giám đốc điều hành của công ty Canadian Pacific là uh, Kat Creel uh, cho biết trong một bản thách minh là rõ ràng đã nhận ra có rất nhiều những quyền lợi trong cái lịch sử phối hợp này. Và khi mà chúng tôi uh, nhận thấy sự, cái, sự uh, cạnh tranh mới và có thể tạo thêm việc làm cũng như đầu tư vào cái uh, mạng lưới đường đầy xe lửa và trong đó là một trong những cái xương sống uh, của nền kinh tế của vùng uh, Bắc Mỹ. Và trong khi đó thì công ty Kansas City Southern cho biết quyết định này là sau khi họ nhận ra rằng cái quyền lợi ở Bắc Mỹ à, cho tất cả các cổ đồng. Đây được xem là vụ mua bán khá lớn ở tại Hoa Kỳ sau khi mà có một cái vụ trật đường trầy xe lửa của công ty North for Southern ở tại à, tiểu bang à, Ohio. Và điều này đã dẫn tới một cái việc mua bán và được xem là à, có thể à, cải thiện tất cả hệ thống đường đầy xe lửa tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, phía ngũ giác đài đã cho giải mật đoạn video trên vùng biển Hắc Hải khi mà xảy ra cái tai nạn gọi là tông vào chiếc tròn của Hoa Kỳ. Trong một biến chuyển rất hiếm hoi, ngũ giác đài trong ngày thứ năm đã công bố một đoạn video được giải mật cho thấy là phía Nga trận cái uh, chiếc uh, tròn giám sát của Hoa Kỳ và làm cách nào khiến chiếc này đã bị rơi xuống biển Hắc Hải trong vòng 2 ngày qua. Và đây là lần đầu tiên là có một cái cuộc đo uh, tai nạn gọi là một cái cuộc biến cố sẽ diễn ra trực tiếp giữa Nga và của Hoa Kỳ kể từ khi mà cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu và nó làm tệ hại hơn cho sự căng thẳng giữa Moscow và Washington. Trong đoạn video này thì chiếc máy bay Su-27 của Nga đã tiến tới gần chiếc MQ-9 của uh, Hoa Kỳ và trong đó họ đã phun nước vào cái chiếc cho này và Hoa Kỳ nói rằng đây là hành động gây hư hại cho chiếc máy bay Hoa Kỳ và khiến họ phải hạ cánh chiếc cho này xuống mặt biển và cho phá hủy chiếc cho này. Đoạn video cũng cho thấy rằng là phía của Nga đã cố tình xịt nước và trong đó thì Pentagon nói rằng là kết quả của chiếc máy bay này đó là khiến cho chiếc tròn của Hoa Kỳ bị hư hại và cuối cùng Hoa Kỳ đã quyết định là cho phá hủy chiếc tròn này khi mà nó rơi xuống vùng Bắc Hải. Đoạn video dài khoảng 40 giây và trong đó đã được à, cắt ráp bởi phía Hoa Kỳ trong đó cho thấy là cái hành động diều hâu của Nga và hung hăng của Nga. Nga bác bỏ cáo buộc của Hoa Kỳ và nói rằng hành động của họ là cần thiết để mà bảo vệ cái gọi là chủ quyền của họ ở trên khu vực ở Hắc Hải. Đây được xem là một trong những cái cuộc giải mặt rất hiếm hoi của gỗ Giác Đài sau khi mà phía của Hoa Kỳ cáo buộc là Nga có hành động thiếu chuyên nghiệp và thiếu an toàn ở trên vùng biển Hắc Hải và không vẫn ở khu vực này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thưa các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã cho giới thiệu một dự luật trong đó là sẽ xác nhận những cái khinh khí cầu bay với tốc độ và và cái chiều tốc độ cao và bay với cái mức cao hơn các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ gồm có thượng nghị sĩ Ted Burke của Đảng Cộng hòa tại North Carolina và Mark Kelly của Đảng Cộng Hòa tại Arizona, một thành viên của Đảng Dân Chủ, đã lên tiếng loan báo trong ngày 15 Tây là họ sẽ giới thiệu một dự luật để gia tăng cái khả năng của chính quyền có thể giám sát tất cả những cái loại khinh khí cầu bay với độ cao ở trong cái không phận của quốc gia. Và ông Bớt cũng như Kelly đã đưa ra cái đạo luật gọi là SOAR Act, tức là một cái đạo, một cái dự luật À, sau khi mà đã có tình trạng gọi là một khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc đã bay trên lãnh thổ của Hoa Kỳ và bị bắn rơi tại South Carolina và trong đó gần như là một trong những cái đe dọa tới an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. À, bên cạnh đó thì à, các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ nói rằng họ đã bắn rơi ít nhất là ba cái à, à, gọi là cái vật thể bay khác ở trong cái giai đoạn này và vẫn chưa xác nhận được trong ngày 10 tây tháng 2 ở trên bờ vùng biển của Alaska và ngày 11 tây tháng 2 là trên cái à, lãnh thổ của Canada gọi là Yukon. À, và thứ ba là cái uh, trên cái Lake huron ở tại tiểu bang michigan à, đây được xem là một trong những biến cố mới nhất mà diễn ra và trong đó thì các thượng nghị sĩ cho biết rằng là họ lo ngại về các cái khinh khí cầu uh, trinh sát này việc bắn rơi các cái uh, khinh khí một, một một cái khinh khí cầu gián điệp của trung quốc bay trên bầu trời và trên không phận của chúng ta trên một uh, uh, tuần lễ trước khi mà nó bị bắn rơi rõ ràng là hành động đe dọa tới cái uh, không phận của chúng ta ông bớt đã cho biết như trên và ông kelly cho biết là trong thời gian này thì những kẻ thù đã sử dụng tất cả những cái uh, hệ thống uh, kỹ thuật về gián điệp của họ à, và đây là lý do chúng ta cần phải có những cái dự luật để mà ngăn chặn chuyện này và cho phép chính quyền của liên bang có thêm quyền hạn để mà có thể ngăn chặn hoạt động gián điệp của các cái khinh khí cầu bay với ở độ cao Thường thường kinh khí cầu bay ở độ cao là khoảng à, thấp Tuy nhiên những cái loại kinh khí cầu được xem là gián điệp Nó bay ở độ cao từ 50.000 cho tới 60.000 feet Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay Hai thượng nghị sĩ Blackburn và Blumenthal đã có cuộc họp báo để bảo vệ cho các bé gái trước những cái sự gọi là ăn hiếp và có những cái hành động được xem là sách nhiễu các bé gái ở trên mạng xã hội. Thượng nghị sĩ Marshall Blackburn của Đảng Cộng hòa tại Tennessee và Richard Blumenthal của Đảng Dân Chủ tại Connecticut đã đồng ký một lá thư vào ngày 14 tay gửi cho tổng giám đốc của một cái công ty chia sẻ về hình ảnh ở trên online gọi là Pinterest trong đó yêu cầu cung cấp các thông tin mà công ty này đã có những hành động và sử dụng kỹ thuật mà khiến cho các bé gái bị trở ngại về tâm lý cũng như là bị ảnh hưởng. Bà Ben bà và ông Plumento đã loan báo cái à, dự luật có tên gọi là Kids Online Safety Act năm 2022. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa được đưa xuống sàn thượng viện. Và các thượng nghị sĩ này trong một lá thư gửi cho tổng giám đốc điều hành của Pinterest là Bill Reddy à, trong cơn bừng tỉnh vào ngày 9 tây sau khi đài truyền hình NBC đã điều tra về một cái à, câu chuyện và làm cách nào những người đàn ông đã vào trong cái trang à, Pinterest này để tìm kiếm những cái hình ảnh và video của những bé gái à, tự bo chụp và bố trong đó gần như là có những cái hình ảnh rất là gợi dục và khiến cho tình trạng này nó trở nên nguy hiểm hơn và đài truyền hình NBC cho thấy là cái trang Pinterest này à, đã có à, rất nhiều sự xuất hiện của đàn ông và trong đó họ lấy những tấm hình này xuống và cuối cùng là họ đã portland online và gây à, gọi là yếu tố gọi là tấn công về tâm lý đối với các bé gái bà blackburn và ông Blumenthal đồng thời cũng yêu cầu câu hỏi là phía của công ty Pinterest đã có giới hạn các cái thông điệp giữa những người lớn tuổi và trẻ em hay chưa và đặc biệt là hàm cách nào họ điều hành và họ quản lý tất cả những hình ảnh này đây được xem là một trong những cái dự luật mới nhất nhằm bảo vệ vệ cho các bé gái khi mà các bé gái tự chụp những tấm hình và tấm hình đó lưu trữ trong phone của họ nhưng lại được quản trị bởi công ty Pinterest đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thượng nghị sĩ Marco Rubio nói rằng là việc bảo vệ cho các tài sản của Hoa Kỳ trước những kẻ thù của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì thượng nghị sĩ Marco Rubio đã kêu gọi bộ tài chánh là bảo đảm các cái chế độ thù địch là không thể có xâm nhập và có được những cái tài sản của họ ở tại trong các cái ngân hàng tại Hoa Kỳ. Trong một lá thư đưa ra vào ngày thứ tư gửi cho bà Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen, ông Rubio chỉ ra cho thấy là có những cái hành động được xem là tránh né về cạnh tranh kinh tế với đảng Cộng sản Trung Quốc. Lý do là ông đã quan sát rất nhiều về cái việc mà sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank cũng như những cái uh, chương mục của những uh, của những ngân hàng này và việc cấm mà mua tất cả những cái tài sản này bao gồm luôn tiềm năng những kẻ mua có thể làm chủ tất cả những cái hạ tầng cơ sở dưới cái đạo luật gây ảnh hưởng ở ngoại quốc và họ tìm cách gây ảnh hưởng lên lãnh thổ hoa kỳ đó là lời phát biểu của ông rubio đã đưa ra ông là phó chủ tịch của ủy ban tình báo tại thượng viện và ông yêu cầu là phía của ủy ban đặc trách về vấn đề đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là đối với bà Yellen là cần phải chuẩn bị rất cẩn thận để duyệt xét bất kỳ một cái cuộc chuyển ngân nào nằm một phần trong cái SVB và Signature Bank, trong đó gần như là cần phải có một cái cái tình trạng là và bị tiềm năng bị đóng cửa tương tự như hai ngân hàng này bắc kinh vẫn tiếp tục tạo ra những cơ hội để tạo ra những cơn khủng hoảng tại hoa kỳ và cái quỹ ban đặc trách về vấn đề tài sản của nước ngoài ở hoa kỳ cần phải cam kết với các công ty hoa kỳ và người dân hoa kỳ là không thể để cho đảng cộng sản trung quốc và những công ty của họ có thể tiếp cận vào nguồn vốn cũng như là cung cấp những nguồn vốn cho những công ty của trung quốc đây được xem là một trong những cái hành động mạnh mẽ của ông marco rubio đưa ra sau khi có sự sụp đổ của ngân hàng silicon valley bank và signature bank những ngân hàng này gần như là đã có những cái đầu tư vào những công ty khởi nghiệp ở tại trung quốc và đã bị mất tiền khá nhiều đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của trung quốc và của đài loan và hoa kỳ ngày hôm nay hoa kỳ sẽ không phá hủy kỹ nghệ chip điện tử của đài loan để đối phó với tình trạng trung quốc kiểm soát kỹ nghệ này sau khi Trung Quốc đã đưa ra một loạt những cái tin giả cho rằng là phía Hoa Kỳ có thể sẽ phá hủy toàn bộ cái hệ thống sản xuất về semiconductor và chip điện tử tại Đài Loan để đề phòng Trung Quốc kiểm tra kiểm soát tất cả những cái kỹ nghệ này đây là bài bác bỏ mới nhất của một trong những nhân vật của Hoa Kỳ Hoa Kỳ đã trong một cái bài phân tích mà do phía Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra thông qua một cái chương trình vệ tinh của họ là tổ chức có tên gọi là mặt trận đoàn kết. Đây là một cái tổ chức vệ tinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tung ra một cái bài viết ở trên cái trang gọi là Samefor, trong đó à, nhận định và cho đưa ra lời tiên đoán rằng là phía của chính quyền của Hoa Kỳ sẽ có thể à, xóa bỏ và phá hủy toàn bộ cái hệ thống sản xuất về semiconductor ở tại Đài Loan trong trường hợp mà Trung Quốc chiếm đảo quốc Đài Loan và muốn kiểm soát cái kỹ nghệ này, này ngay lập tức thì một trong những nhân vật được xem là cựu à, nhà cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của cựu tổng thống Trump là ông Robert O'Brien nói rằng đây là tin giả do Trung Quốc đưa ra và Hoa Kỳ sẽ không làm điều này. Hoa Kỳ sẽ không phá hủy tất cả kỹ nghệ về uh, Semiconductor trong trường hợp mà Trung Quốc kiểm soát đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch được uh, tung ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và tuyên truyền và tìm cách bôi nhọ và nói rằng Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những chuyện này để ngăn chặn Trung Quốc sở hữu các cái uh, kỹ thuật về Semiconductor. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Anh Quốc đã chính thức ban lệnh cấm đối với TikTok từ những cái hệ thống thiết bị viễn thông của chính quyền Anh. Chính quyền Anh trong ngày thứ năm đã trở thành quốc gia mới nhất ban lệnh cấm cái trang mạng xã hội của Trung Quốc là TikTok trong tất cả những cái thiết bị của chính phủ. Tiếp theo sau một cái biến chuyển tương tự như vậy với lại Bỉ, EU tức là Liên hiệp Âu Châu, Canada và Hoa Kỳ và họ đã cho biết rằng là Facebook đang đối diện với sự cấm toàn diện ở tại Hoa Kỳ. Sau nếu như công ty này không chịu bán lại tất cả những cái cổ phần của họ về TikTok và các cái cổ phiếu của họ cho công ty nước ngoài và công ty làm chủ TikTok hiện nay là công ty ByteDance có trụ sở đặt tại Bắc Kinh. Loan báo ở trong một cái uh, nghị viện thì uh, À, một trong những uh, nhân vật đứng đầu của nghị viện là uh, là uh, oliver Dowden đã đưa ra quyết định này và nói rằng căn cứ trên tất cả những cái uh, duyệt xét chính thức và kết luận rằng là nó có những cái uh, uh, tin tức tế nhị từ chính quyền và những dữ liệu này có thể sẽ bị xâm nhập bởi cái uh, trang mạng xã hội trên khi mà có ai đó download cái trang mạng này ở trong các cái thiết bị của chính phủ và trang mạng này đã thu lượm hàng loạt các cái dữ liệu của người sử dụng bao gồm luôn những cái hợp đồng uh, sử dụng những cái nội dung và tìm cách gọi là um, uh, thay đổi cái uh, cái ý thức hệ và chính quyền chúng tôi cần phải bảo vệ cho tất cả những cái dữ liệu được xem là nhạy cảm đó là lời phát biểu của vị bộ trưởng của anh đưa ra và tiktok được xem là đã đang đối diện với nguy cơ là sẽ bị cấm toàn diện tại hoa kỳ sau khi mà phía của chính quyền joe biden đã hậu thuẫn cho một cái dự luật của thượng viện đã thông qua trong đó ban thêm quyền hành pháp cho tổng thống được quyền cấm những cái kỹ thuật hoặc những cái trang mạng xã hội nào mà đe dọa tới cái dữ liệu của người sử dụng và đe dọa tới an ninh quốc gia đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc và của anh cũng như của hoa kỳ Cùng một lượt tại Á Châu ngày hôm nay Bắc Kinh một lần nữa lại lắp liếm cho rằng cái chủ quyền đảo Xe Cà Cư mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư là thuộc quyền của Trung Quốc và họ có quyền hoạt động ở khu vực này ngay sau khi mà Nhật lên tiếng cáo buộc cho rằng là Trung Quốc đang có những hành động xâm phạm vào chủ quyền. Bộ ngoại giao Bắc Kinh trong ngày hôm nay lại lên tiếng cho rằng cái chủ quyền trên đảo quần đảo Senkaku do người Nhật quản trị mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và Nhật đang vi phạm trầm trọng chủ quyền của Trung Quốc. Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc có cái quyền à có mặt ở tại khu vực này theo luật quốc tế và bảo đảm cho chủ quyền của Trung Quốc. Đó là lời phát biểu của Wang Wenbin đã đưa ra. Lời phát biểu này được đưa ra ngay sau khi mà lực lượng tuần duyên của nhật bản cho rằng các tàu hải giám của trung quốc đã vi phạm vào lãnh hải của nhật bản khi mà họ đã có những cái hành động tràn ngập ở khu vực biển phía đông và một số những cái đảo nhỏ ở phía đông của Trung Quốc và việc này diễn ra giữa lúc mà lực lượng hải giám của Trung Quốc trong ngày thứ tư nói rằng họ đã tiến vào khu vực ở phía đông biển Trung Quốc và trong đó có một số những cái bãi cạn mà họ nói rằng đây là sự xâm chiếm bất hợp pháp của Nhật Bản trên lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó thì Nhật Bản đã lên tiếng và nói rằng là hành động của phía Trung Quốc là một cái hành động được xem là không thể chấp nhận được khi vi phạm vào chủ quyền của Nhật Nhật Bản. Trong ngày thứ năm thì thủ tướng Nhật Bản là ông Fumio Kishida đang có hội nghị thượng đỉnh với lại tổng thống của Nam Hàn là Yoon Seok-yeon tại Tokyo. Ở trong đó, gần như đây là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo hai quốc gia này trong vòng một thập niên qua. Giữa lúc mà phía Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực các quốc gia đồng minh là phải có một cái thái độ cứng rắn hơn để đối phó với lại cái tiềm năng đe dọa từ Bắc Kinh. Ông Fumio lên tiếng khẳng định Nhật Bản dành toàn quyền và lực lượng tự vệ của Nhật Bản có quyền bảo vệ cho bất kỳ một lãnh hải, một lãnh thổ nào và không phận nào của Nhật Bản và sẵn sàng sẽ có hành động thích đáng nếu như những hành động vi phạm chủ quyền này vẫn tiếp tục diễn ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới biển Đông ngày hôm nay, Indonesia đang tìm kiếm mua một cái những cái gọi là uh, supersonic cruise missile, tức là những cái hỏa tiễn siêu âm thanh từ phía của Ấn Độ trị giá là 200 triệu Mỹ Kim giữa lúc đang có căng thẳng ở khu vực bờ biển ở trên Biển Đông. Một công ty về quốc phòng của Ấn Độ có tên là Pratmos Aerospace dự tính là sẽ đạt được một cái thỏa thuận bán cho Indonesia những cái hỏa tiễn đạn đạo à, ít nhất trị giá 200 triệu Mỹ Kim và gia tăng cái sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á theo tường trình của giám đốc điều hành công ty này cho biết như trên. Pramos được xem là một trong những công ty phối hợp giữa Ấn Độ và của Nga. Trong đó lần đầu tiên họ đã đạt được thỏa thuận là 375 triệu Mỹ Kim trong việc mà sản xuất và bán các cái hỏa tiễn gọi là chống tàu chiến cho phía của Philippines. Một phần trong cái lời cam kết của ông Modi là có tham vọng là sẽ gia tăng việc xuất cản về quốc phòng. Và công ty này cho biết rằng họ sẽ đàm phán với phía Indonesia và chưa cho biết thêm chi tiết là như thế nào. Tuy nhiên thì phía Indonesia đang tìm kiếm việc tăng cường cái ngân sách quốc phòng của họ và bộ quốc phòng của Indonesia với người phát công viên của tên là Prabowo Subianto đã lên tiếng và nói rằng cần có thêm những cái tin tức và những cái xác nhận này khi mà Ấn Độ sẽ cung cấp các cái loại hỏa tiễn đạn đạo uh, siêu âm thanh cho phía của Indonesia, trị giá là 200 triệu Mỹ kim và các công ty của Ấn Độ là một công ty hợp tác với một công ty của Nga để sản xuất các loại hỏa tiễn khác nhau. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Ấn Độ và của uh, Indonesia. Cùng một lượt thì công ty Foxconn của Đài Loan đang tìm kiếm việc mà xây dựng các cái công xưởng chế tạo bình điện cho xe điện tại hai tiểu bang Ohio và Wisconsin. Bản tin mới nhất cho biết thì công ty sản xuất về điện tử của Foxconn trong ngày thứ tư nói rằng họ đang có chú ý tới việc mà xây dựng cái công xưởng sản xuất bình điện cho xe điện ở tại ohio và wisconsin theo tường trình của tờ nikki chúng tôi sẽ xây dựng khả năng về các cái trung tâm sản xuất về các cái bình điện và các cái cục pin khác nhau để mà hỗ trợ cho cái tình trạng mà đang sản xuất xe điện và nó sẽ nằm ở tại wisconsin và chúng tôi đồng thời cũng sẽ xây dựng thêm một cái công xưởng tương tự như vậy ở tại cái uh, Ohio đó là bản báo cáo của Nikki Haley uh, sau khi mà nói chuyện với lại uh, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Foxconn là John Liu đã đưa ra trong một cái bản statement và đây là một phần nằm trong cái đạo luật gọi là Inflation Reduction Act năm 2022 trong đó tập trung vào việc mà hỗ trợ cho việc sản xuất cái năng lượng ở nội địa Hoa Kỳ và trong đó thì Washington đang tìm cách gia tăng việc sản xuất các bình điện và xe điện tại Hoa Kỳ như một chiến lược cạnh tranh với lại bên ngoài cũng như là tìm cách thúc đẩy cho cái việc sử dụng năng lượng xanh. Đây được xem là thông báo mới nhất của công ty Foxconn đưa ra sau khi mà có báo cáo cho thấy là phía Hoa Kỳ đã có thể hỗ trợ cho những công ty nào sản xuất bình điện và các cái phụ tùng liên quan tới ngành điện sạch tức là Clean Energy tại Hoa Kỳ và Foxconn đang có tham vọng là sẽ sản xuất những cái bình điện cho xe điện trong tương lai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan và của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là có rất nhiều những đảng viên thuộc dạng cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Thuận đã bị Bộ Công an điều tra về những tài sản của họ và sau khi họ hạ cánh an toàn. Bản tin mới nhất cho biết thì à, người được xem là chủ tịch của cái gọi là ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có tên là Đoàn Anh Dũng đã gửi một cái văn thư khẩn cấp và yêu cầu giám đốc công an tỉnh, à, sở tài nguyên và môi trường cũng như sở tư pháp là cung cấp về tài liệu của các à, cựu lãnh đạo của tỉnh cho để mà điều tra, trong đó thì có liên quan tới vấn đề gọi là vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát à, liên quan tới cái khu đô thị du lịch có gọi là biển Phan Thiết trong đó thì ông này đã ký công văn gửi cho tất cả các nơi và yêu cầu là phải phối hợp điều tra về tài sản của các cựu lãnh đạo của cái tỉnh này vốn là các cái miếng đất vốn là các cái biệt phủ và vốn là những cái nhà rất lớn đã được xây tại đây và với cái tiền của các cán bộ và cựu cán bộ lãnh đạo cấp cao của tỉnh đây được xem là một trong những cái đòn mới nhất mà nguyễn phú trọng nhắm vào cái lò đốt củi của ông ta và nhắm vào những cựu à, lãnh đạo của ca đảng cộng sản ở tại khu vực tỉnh bình thuận nơi được xem là có cái bờ biển rất đẹp và theo đó thì có rất nhiều những cái à, khu đất được xem là khu đất vàng tại đây đã lọt vào trong tay của các cựu lãnh đạo của cái à, khối đảng viên ở tại tỉnh bình thuận đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình việt nam ngày hôm nay để đề phòng sự nổi loạn và bất mãn của người dân trước tình hình kinh tế ngày càng căng và càng trở nên bế tắc hơn trong lúc mà việt nam đang đối diện với cơn khủng hoảng kinh tế cộng sản việt nam đã bắt đầu cho thực hiện các cuộc đàn áp biểu tình ở diễn ra và họ lấy cái tên là chống khủng bố đây được xem là cái cuộc tập đàn áp mới nhất diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh nơi mà đã có một loạt các cái công an được tăng cường ở trong cái lực lượng gọi là chống khủng bố trong ngoặc kép và là hầu hết đều là những cảnh sát mà cộng sản Việt Nam gọi là cảnh sát cơ động hay ở Việt Nam người dân gọi là công an cơ động và trong đó thì họ sẽ bắt đầu thực hiện các cái cuộc tập luyện mà trong đó chủ yếu là đàn áp các cuộc biểu tình và đám đông khi mà có sự bất mãn của công chúng liên quan tới những chính sách của cộng sản cũng như những chính sách của những cái chính quyền cộng sản địa phương trong đó có nhiều hành động cướp đất và lấy đất của người dân và việc mà huấn luyện này bao gồm luôn cả những cái phản ứng liên quan tới những cái miếng đất được xem là khá là phức tạp bao gồm có nước có rừng và có rất nhiều những cái bãi sinh lầy mà họ có thể phải đối diện khi mà đối diện với những người dân bảo vệ đất đai. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, một cựu giám đốc ngân hàng đã bị kết án 7 năm tù trong vụ mà ông ta đã làm giấy tờ giả và mạo nhận giấy tờ để cho vay số tiền lên tới 39 triệu Mỹ Kim. Ông này có tên là Đỗ Quốc Hùng, là cựu giám đốc của cái ngân hàng có tên là BIDV Thành Đô chính thức đã bị kết tội 7 năm tù và phải bồi thường khoảng 10 tỷ đồng Việt Nam sau khi mà ông này đã cho vay với lại những cái công ty được xem là không đủ điều kiện cho vay nhưng làm giấy tờ giả để được thông qua cái quy tắc của ngân hàng với tổng số tiền vay lên tới 360 tỷ đồng. Ông này cùng với 6 nhân viên và các đảng viên dưới quyền của ông ta đã được đã bị truy tố và trong đó gồm có bốn thuộc cấp của ông ta có tên là Lưu Tị Bích Thủy, à, Phạm Anh Tài, Nguyễn Văn Hà và Lại Minh Ngọc. cả bốn người này đều bị kết án là 3 năm tù là trong cái việc mà họ đã làm giả giấy tờ cho những công ty ở Việt Nam đặc biệt là những công ty thuộc quyền của các gia đình của các đảng viên ở tại đây và trong đó đã cho vay số tiền và họ làm những giấy tờ giả về thuế về bank statement và giờ đây thì ông ta đã chính thức bị kết án 7 năm tù đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.